Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo triển khai dự án mở rộng đường Trần Quốc Toản quanh hồ Xuân Hương, tổng chiều dài khoảng 1.500m, đoạn từ nút giao Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản đến nút giao Trần Nhân Tông - Vườn Hoa Đà Lạt. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2022 để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 với kinh phí khoảng 21 tỷ đồng. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ lại toàn bộ tuyến đường, vỉa hè, hàng cây xanh tại phạm vi ta luy rộng 4-5m, xây dựng tuyến đường mới về phía sân gót Đà Lạt. Để triển khai dự án, hơn 18.000m2 đất thuộc sân gót sẽ được lấy để làm đường. Dự kiến có khoảng 225 cây xanh ở sân gót bị chặt hạ thay thế làm đoạn đường mới rộng 6m. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, việc mở thêm làn đường mới song song sẽ giữ lại được toàn bộ mặt đường và vỉa hè hiện hữu mới được đầu tư xây dựng năm 2019, chống lãng phí. Sau khi hoàn thành, đường Trần Quốc Toản sẽ giúp hạn chế ùn ứ giao thông khu trung tâm. Người dân và du khách sẽ có nhiều không gian tham quan di tích thắng cảnh cấp quốc gia Hồ Xuân Hương.